Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Hồ Hải Triều và mình là Ngọc Duy. Hôm nay mình sẽ trên tay và review các bạn hai cái mẫu đồng hồ vừa mới ra mắt của Casio G-Shock. Thì trước khi bắt đầu video thì nếu các bạn chưa subscribe kênh Đồng Hồ Hải Triều thì các bạn hãy bấm ngay vào nút subscribe bên dưới để mà đón xem những cái video mới nhất của Đồng Hồ Hải Triều nha. Rồi ok, bắt đầu thôi. Rồi ở đây thì mình có hai mẫu đồng hồ. Nó chỉ khác màu thôi, nó sẽ cùng một mã, đó chính là GM5600. Thì đây là một cái dòng đồng hồ G-Shock vừa mới cho ra mắt vào khoảng cuối năm ngoái rồi các bạn. Cách đây khoảng cao lắm là 2 tháng rồi các bạn. Và nó đã tạo được một cái cơn sốt trong cái giới chơi đồng hồ G-Shock. Thì tại sao như vậy? Thì để mình giải thích các bạn nha. Thì trước đây á, những cái dòng 5600 này nè, thì nó sẽ nhìn nó khá là cổ điển. Và sau đó có sự xuất hiện của những cái dòng nó rất là cao cấp, đó là dòng GWMB5600 mà mình đã từng có cơ hội giới thiệu các bạn rồi đó. Thì cái dòng nó rất là cao cấp và cái giá tiền nó cũng khá là cao, thì nghĩa là không phải là quá nhiều người tiêu dùng có thể tiếp cận được với cái dòng sản phẩm đó. Thì tiếp theo cái sự thành công của cái dòng GWMB5600 thì G-Shock tiếp tục cho ra một cái dòng nữa, đó chính là GM5600. Và cái dòng này với cái dòng cao cấp kia thì nó sẽ có hơi na ná nhau ở cái phần bezel. Cái dòng đồng hồ cao cấp kia thì nó sẽ hướng tới những cái đối tượng khách hàng là những người có nhu cầu cao về đồng hồ. Còn cái dòng GM5600 này nó sẽ hướng tới cái đối tượng là chỉ cần sử dụng đồng hồ ở mức cơ bản thôi. Thì cái chuyện này giống như là các bạn muốn mua iPhone 11 đi, thì các bạn có thể chọn iPhone 11 bình thường nè, iPhone 11 Pro hay iPhone 11 Pro Max. Thì cái con GWMB5600 kia thì giống như là con Pro Max gì đó, thì nó sẽ có những cái tính năng mà các bạn sẽ không có xài tới và các bạn không cần lắm. Các bạn có thể chọn cái dòng iPhone 11 thôi để cho đỡ tiền. Thì giống như các bạn sẽ chọn cái dòng GM5600 này thay vì cái dòng GWMB5600 kia, thì cái giá tiền nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều và những tính năng của nó cũng hỗ trợ khá đầy đủ cho mình. Rồi thì giờ mình sẽ review qua cho các bạn về cái con GM5600 này nha. Thì với cái dòng này thì nó sẽ có 3 mã màu lận. Hôm nay mình trên tay chỉ được có 2 mã thôi, đó là màu đen và màu xanh lá. Ngoài ra còn có một cái màu bạc nữa. Thì cá nhân mình thấy là cái màu bạc đó là cái màu dễ đeo nhất. Nhưng mà trong 3 màu thì cái màu mình thích nhất đó chính là cái màu xanh lá này. Thì mình sẽ lấy con này để mình review luôn cho các bạn nha. Rồi, thì điều đặc biệt nhất của cái dòng này, cũng là cái điểm ăn tiền nhất của cái dòng đồng hồ này, chính là cái vòng bezel là các bạn. Nó sẽ làm bằng kim loại. Và cụ thể hơn nó là thép không rỉ nha các bạn, nên các bạn có thể xài yên tâm, không có lo nó bị rỉ, bị gì hết. Dây của nó vẫn sẽ là dây cao su bình thường thôi. Nếu mà con này làm full nguyên con mà toàn là kim loại thì giá tiền sẽ rất là cao, cho nên là cái mặt này thôi là mình thấy là đủ ok rồi. Rồi đây là phía sau của nó. Không biết các bạn thấy được không? Ở phía sau nó sẽ có chữ GM5600B và mã máy của nó sẽ là 3229. Và một cái điều đặc biệt nữa của cái dòng GM5600 này đó chính là cái chốt thông minh nè các bạn. Thì cái chốt thông minh này mình nhớ xuất hiện lần đầu tiên là trên dòng GA2000 và tới bây giờ thì người ta vẫn sử dụng nha. Cái chốt này mình thay ra thay đôi rất là dễ dàng các bạn, không có những cái chốt mà bình thường đâu. Đây mình sẽ tháo cái đồng hồ ra cho mình để các bạn coi cái chốt bình thường nha. Đây là cái chốt bình thường các bạn. Cái chốt bình thường nó sẽ xỏ ngang qua. Và nếu các bạn muốn tháo ra thì các bạn phải có một cái cây để các bạn thọc vào, các bạn mới tháo ra được. Còn với cái dòng này thì các bạn có thể dùng móng tay các bạn khựi ra cũng được nữa. Rất rất ok luôn. Và cái độ chắc chắn của nó thì nó vẫn tương đương với cái chốt cũ thôi. Đây cũng là một điều mà đánh giá rất là cao. Rồi thì mình sẽ nói sơ với các bạn về những cái chức năng của con này nha. Và các bạn cũng đừng có gọi là trông chờ quá nhiều về những cái tính năng của con này, tại vì nó chỉ có nằm ở mức là đủ dùng thôi nha các bạn. Rồi ở màn hình chính thì mình sẽ có là thứ nè, ngày tháng giờ phút giây, rất là rõ ràng luôn. Alarm là báo thức, mình chỉ có một cái báo thức thôi nha các bạn. Ở đây là timer là đếm ngược nè, stopwatch là đếm tới nè, và hết. Các bạn thấy ít không? Nó chỉ là vừa đủ thôi nha. Cái này nó giống như những cái dòng mà DWMB5600 bình thường đó các bạn. Điện con này mình thấy có một cái sự cải tiến khá là nhiều của G-Shock ở đó và nó sẽ rất là hợp với cái tổng thể đồng hồ. Và ở riêng với cái mã màu này thì nó được thiết kế dành cho quân đội, cho nên là ở mặt ở bên trong các bạn nó sẽ có cái họa tiết rằn ri nữa nha. Những cái con mã màu khác nó sẽ không có, nó chỉ là một cái lớp màu đen thôi. Nhưng mà riêng cái mã màu này nó sẽ có những cái rằn ri. Và mình nghĩ đây là điều đặc biệt của cái dòng này. Cái dây nó cũng nhìn rất là phá cách các bạn thấy không.
Tự nhiên người ta đang đen và riêng cái này nó màu xanh, nhìn nó rất là khỏe và nhìn nó rất là lực luôn các bạn. Rồi thì mình sẽ nói sơ qua một cái con này một tí xíu đi. Thì con này nó cũng sẽ có một cái bezel bằng thép không rỉ, nhưng mà đây sẽ là màu đen nha. Còn con này thì nó sẽ màu hơi bạc bạc lên một tí xíu. Thì lúc ở nhà mình chuẩn bị script để mình nói với các bạn á, thì mình đã có một câu là nếu các bạn mua thì mình không recommend các bạn mua cái dòng full đen này, tại vì nhìn á, nó sẽ không có khác gì với dòng BB này. Đó là do mình nhìn trên hình. Khi mà mình tới đây mình được cầm tận tay á, thì mình mới thấy là cái con màu đen này nó sẽ có một cái kiểu đẹp của nó. Mặc dù là cái bezel này nó màu đen nhưng mà nó là bằng kim loại các bạn. Thì khi các bạn đeo trên tay ánh sáng nó chiếu vào thì nó sẽ bóng 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 như thế này nè. Nhìn nó cũng rất là sang. Cho nên là mình sẽ rút lại câu không recommend các bạn mua cái này nữa nha. Thì còn một cái dòng nữa là cái dòng màu bạc. Thì mình nghĩ là cái dòng màu bạc là cái dòng dễ đeo nhất và nhìn nó lịch sự nhất. Cái dòng màu đen này thì nhìn nó hơi ngầu, nó hơi gọi là sao ta, bây giờ dùng từ cục xúc, nhìn nó hơi trâu bò quá. Cái này thì nhìn nó hơi phá cách quá. Còn cái dùng còn cái con màu bạc bạc kia kìa thì nó sẽ giống cái đồng hồ tay các bạn, thì nhìn nó sẽ lịch sự hơn. Tuy nhiên ở cái dòng này, đó là cái dòng nó hơi cao cấp hơn của cái dòng GM5600 này, ở riêng hai mã màu đen và màu xanh lá thôi nha các bạn. Đó chính là cái bezel này nè, nó sẽ có mạ ion lên, cho nên là khi các bạn đeo trên tay mà các bạn lật quẹt chỗ này quẹt chỗ kia, nếu mà các bạn quẹt không quá mạnh á thì nó cũng sẽ không có gây những cái vết xước trên đồng hồ trên cái mặt bezel này đâu. Còn cái con mà màu bạc kia kìa, mình sẽ nhờ bên Edit Pop hình lên đây nha, thì nó sẽ không được mạ ion, cho nên là các bạn đeo thì nó sẽ dễ trầy hơn một tí xíu, và cái giá tiền của cái con màu bạc đó thì nó cũng sẽ thấp hơn hai cái con này. Thì các bạn hãy cân nhắc là mình sẽ sử dụng cái nào để phù hợp nhất nha. Mình nghĩ là khi mà các bạn đã chọn mua những cái dòng hồ có bezel bằng kim loại này á, thì các bạn có thể phải chấp nhận cái chuyện mà nó sẽ bị trầy. Mình rất là highly recommend các bạn sử dụng mua cái con này luôn các bạn, tại vì mình thấy là nhìn nó rất là đẹp và nổi bật hẳn luôn á. Còn nếu mà các bạn muốn mua cái đồng hồ mà nhìn nó bình thường để mà đi làm thì mình recommend cái con màu bạc hơn. Còn con này thì đeo kiểu gì cũng được. Rồi thì mình sẽ đeo lên tay thử cho các bạn xem nha. Rồi ok, thì đây là con màu đen trên tay mình. Ở đây mình sẽ so các bạn với con DBK5600BB nha. Thì đúng lý thuyết á, là size của những con này nó bằng nhau. Tuy nhiên cái size vỏ của cái con kim loại nó sẽ to hơn một tí xíu. Tại vì những cái dòng vỏ cao su này thì nó sẽ có tính đàn hồi đó, các bạn bóp ra bóp vô được. Còn cái vỏ kim loại thì nó cứng ngắc rồi, các bạn đâu có bóp ra bóp vô được. Nên là các bạn nó sẽ phải to hơn một tí xíu để nó đúng form của đồng hồ luôn. Còn cái này thì nó nhỏ hơn tí xíu để nó ôm vào cái đồng hồ. Và nếu cái con đồng hồ này các bạn tháo cái vỏ kim loại ra, các bạn thay vỏ nhựa vô thì vẫn ok nha các bạn, vẫn sử dụng được. À, và cái dây này sẽ là dây bản to nha. Dây này thì ở dòng 5600 thì nó cũng không xuất hiện nhiều lắm. Đây là cái dây bản nhỏ nè, đây là dây bản to. Dây này nhìn nó lực hơn chứ đúng không các bạn. Nhưng mà dây này thì nhìn nó cổ điển hơn. Và đó tất cả những điều mình muốn chia sẻ các bạn về cái dòng GM5600 này. Thì để tổng kết lại thì mình thấy đây là một cái dòng mà thể hiện rõ được là G-Shock là rất là chiều lòng khách hàng khi mà nó đưa ra một cái mẫu mà vừa có mặt kim loại mà cái giá tiền nó rất là hợp lý, nó không có quá đắt như những cái dòng GVKM5600B kia. Thì cái mẫu này đang có sẵn tại những cái showroom của đồng hồ Hải Triều, thì mình cũng sẽ để cái link sản phẩm ở dưới phần description, thì các bạn hãy bấm vào đó để mà tham khảo về cái kích thước nè, cũng như cái cân nặng của nó. À quên nói nữa, con này nó sẽ nặng 73g. Và mình nghĩ là các bạn sẽ cần phải có một cái khoảng thời gian nhất định để mà làm quen với cái độ nặng của con đồng hồ này nha. Nếu mà trước đây các bạn không đeo những cái đồng hồ quá nặng á, mà các bạn đeo cái này lên thì nó sẽ cảm giác tay nó sẽ hơi lạ lạ một tí xíu, nó sẽ không có quen lắm á, thì các bạn sẽ cần một vài ngày để làm quen nha các bạn. Ok, thì đó là tất cả những điều mình muốn chia sẻ với các bạn về cái dòng GM5600 này. Và nếu các bạn muốn sở hữu cho mình một con thì hãy đến ngay những cái showroom của đồng hồ Hải Triều nha. Mình nghĩ là những cái con này nó sẽ về theo đợt và nó số lượng nó cũng có hạn thôi, nên các bạn hãy tranh thủ xíu nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình và xin chào tất cả các bạn.